Ơi nè Linh Chi, có sao không? Linh Chi. Ủa chào cô, cô mới tới chơi hả? À phải đó. Em nghe nói là cô tính tổ chức trà đạo hả cô? À phải, tôi cô mang theo ít trà ngon nữa đó. Tiếc quá, em không thích trà cho lắm. Em xin phép không tham gia nha. Chị ơi. Hả? Xin lỗi, em giỡn mà. Con sao Tâm Ý? Dạ con không sao. Còn nguyên nữa, lần sau phải cẩn thận chứ. Con trai giờ mà giỡn kỳ. Dạ. Trời. Ôi da, sao cái nhà không đau quá đi, đau dữ vậy trời. Sao cô không chịu ra? Tôi đã nói rồi, tôi buồn ngủ thôi mà. Trời ơi, là như ở trong đó thơm đâu gì ngủ. Thôi cô ra đi cô ơi, chỉ có toilet bị nghẹt cô mắc cỡ cô mới không dám ra thôi. Nhà con biết mà, nè ba con nè, ổng đi bị nghẹt hoài mà con thấy ổng có mắc cỡ giống cô đâu. Gia đình là số 1, oh oh oh. Gia đình là số 1, oh oh oh.